Bảo luôn hỏi 10 người học tài chính kinh nghiệm nha, có 9 người là không đầu tư chứng khoán, bởi vì anh ấy là định định lượng. Còn ngành này nó là ngành khoa học xã hội, không phải ngành khoa học tự nhiên nha. Mọi người đừng sai lầm, ngành chứng khoán là ngành khoa học tự nhiên. Nó là định tính, nó là định lượng cả nhiều yếu tố, bài toán mà gọi là giống như là giải phương trình mà có quá nhiều biến thì đừng mong bao giờ ra kết quả đúng, mà chỉ là kết quả gần đúng. Ngày xưa học toán học mọi người đều biết kết quả gần đúng, ai tìm được xác suất kết quả gần đúng cao nhất người đó sẽ thành công. Đừng mong bao giờ có một cái key hay là một cuốn sách nào đó viết rằng là phương pháp đầu tư chứng khoán kiếm được tiền. Xin lỗi nha, nếu có cái đó chẳng nào viết hết ạ, không nào viết hết ạ. Nên là đó là cái thứ mà em muốn chia sẻ. Thế tất nhiên anh Lợi nói hay Thắng nói cũng chỉ là indicator, tức là chỉ báo, tức là gọi là cái thứ tài liệu để anh em tham khảo được đến đâu đó là do mỗi người. Còn trong tư duy, bỏ dùng cho em cái tư duy tức là tìm kiếm một cơ hội xuất thần để từ một người nghèo thành người giàu, cách tốt nhất là đi ra bên đây rẽ tay phải tìm chỗ Việt Lốt mua một vé, đó nó là xuất thần. Còn bây giờ em không không nói chuyện với mọi người theo hướng xuất thần, mà em nói chuyện với mọi người theo hướng là em chia sẻ. Không phải tự dưng em hứa với mọi người em sẽ làm 200 video để mọi người cùng xem tất tật tật những thứ, nhưng mà xem xong nha, có người xem xong cả nha, xem đi xem lại luôn nha, vẫn đầu tư không có lời. Đừng có nói là chuyện mà cứ nghe xong là có lời, không có. Mà sai lầm lớn nhất nằm ở chỗ là ảo tưởng về sức mạnh. 10 năm chuyên nghiệp là vẫn lỗ như thường. Thế là anh này này, em hồi nãy có giới thiệu là từ năm 2015 hiện tại đang ngân hàng nông nghiệp phát triển Việt Nam đúng không anh? Cho em một vài ý kiến về cái này, thêm cho em bọn em những cái tư duy của anh cũng hay, mọi người đều hay cả, nên là mình lấy thêm một vài cái tư duy đi cho em xin ý kiến. Thực ra thì mình tham gia cũng lâu nhưng mà nói chung là kiến thức cũng lơ mơ lắm. Thì theo ý kiến mình ấy, thì nói chung là mình biết rõ cái nào thì tham gia cái đó. Ngay cả về công ty cũng vậy, ngành nghề nào mình am hiểu thì mình nên đầu tư tham gia. Ví dụ như bản thân cái chứng khoán đó, thực ra chứng khoán thì nó bao hàm tất cả các ngành nghề, ai cũng có mặt trên đó hết. Thì ví dụ như mình am hiểu về ngân hàng thì mình cứ đào sâu về cái lĩnh vực đó. Anh am hiểu về xây dựng, anh cứ tập trung cái một công ty của anh thì sẽ có lúc nó vào sóng cái lĩnh vực mình am hiểu thì mình sẽ tham gia được. Còn về những cái người mà người ta linh hoạt ấy, như theo Thắng nói hôm qua có một chuyên đề về linh hoạt, thì những người cái đó dành cho những người giỏi chuyên nghiệp, người ta gọi là cái dòng tiền thông minh. Thì có thể là giai đoạn này người ta đổ tất cả tiền vào cái lĩnh vực đó, xong hết người ta lại chuyển sang một cái lĩnh vực khác. Đúng thì rồi. Cái đó dành cho những cái tay gọi là chuyên nghiệp xuất sắc rồi. Còn ví dụ như mình tập trung một công ty, ví dụ như anh chuyên về hòa bình, chuyên về hòa bình thì anh tất cả cái gì mà về hòa bình anh am hiểu hết. Thì có những cái giai đoạn trầm lắng, nhưng mà nghĩa là về cái tương lai có thể là nó có những cái tiềm năng thì mình hiểu rõ về nó. Thì mình quan trọng là kiên nhẫn, cái độ kiên nhẫn mình có giữ được kiên nhẫn hay không thì mình tham gia đầu tư. Thì cái chứng khoán nói chung là để mà thành công mình tham gia rất là lâu, mình nghĩ là không phải là dễ, mà nó tất cả các ngành nghề luôn. Thì ngành nghề nào cũng có cái người giỏi, người xuất sắc hết. Đúng rồi đấy. Ngành này khó. Em tiếc lời của anh á, là thực tế là đúng như thế. Cũng đây là chia sẻ thật và chân tình với tất cả mọi người luôn. Đó là ví dụ như anh làm bác sĩ đi, thì không em có một cậu em làm học bác sĩ sang Hà Mặt. Lớp của cậu ấy đầu tiên vào là 100 người. Ra trường và cái năm được ra trường đúng hạn á có 48 người thôi. Tức là rớt đi 52 người mà chưa ra trường hoặc là đúc là đại khóa sau. Ngành y á, là ngành rất là khó, học đến 7 năm lận. Nhưng mà cái ngành chứng khoán á, cái xác suất mà cái gọi là được như thế á, nó còn thấp hơn rất là nhiều. Đó là thứ hai. Thứ ba nữa là dù 48 bạn đó ra trường cũng chỉ khoảng 3 người giỏi phẫu thuật đúng và trúng thôi, thành bác sĩ giỏi thôi. Không phải tất cả 48 người đều ra là bác sĩ giỏi cả. Thì cái ngành nào cũng thế thôi, ngành kỹ thuật của anh cũng thế, ngành nào cũng vậy. Người giỏi nhất trong cái nghề đó vẫn là người thành công nhất. Và phải xác định tư duy, nó là một cái thứ mà phải đầu tư vào nó. Còn nếu mà cứ bập bóm theo cái kiểu là không chuyên á, thì phải có một cái giải pháp.
em thấy cái giải pháp của anh làm giáo viên ấy cũng là một giải pháp rất là hay. Anh ấy không quá chậm lắm vấn đề là phát sinh, nhưng mà thay vì anh có 100 triệu đi gửi ngân hàng đó thì anh ấy vẫn kiếm được cái mức sinh lợi đó, và nó đảm bảo cái phần tiền của anh còn ở những chỗ anh ấy tìm được những kỳ đó. Em có một số khách hàng giải pháp theo hướng đó và thực sự là không quá mất nhiều thời gian với thị trường chứng khoán. Có đấy, có cách đó là cách mà chọn cái điểm mua, và cái điểm mua đó có cái giá. Thứ nhất là đầu tiên là phải là công ty tốt, là công ty đó có làm ăn đàng hoàng, thực tế là mình kiểm chứng qua là công ty đó có làm ăn. Ví dụ như Đạm Phú Mỹ đương nhiên làm ăn, chắc chắn làm ăn luôn, không thể không được. Và giá của Đạm Phú Mỹ ví dụ như 40 mà cổ tức 3,335% thì là không hợp lý. Bởi vì 40-35% thì chia ra nó cũng là 3.500 chia cho 4.000 dạng chi phí vốn. Chi phí vốn nhỉ, là nó sẽ là khoảng 89% thôi, đúng chưa? Thì nó cũng không phải là ít. Nhưng nếu như mà anh gom ở vùng 25 mà cổ tức 3,5 thì đương nhiên rõ ràng là gấp đôi ngân hàng rồi. Thế thì anh chọn giải pháp đơn giản đó là mua giá 25, để đó tăng hay giảm thì tao cũng để cho con. Còn mỗi năm ta cứ lấy 15%. Thay vì người ngân hàng có 800, tôi lấy 15%, anh vẫn dạy học như thường, anh vẫn lương bình thường, anh vẫn là bác sĩ, vẫn là nó vẫn đưa làm bình thường. Có giải pháp đó chứ không phải không. Có những giải pháp khác, đúng, anh nói đúng luôn, là cái người giống như em với anh Lợi là ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán và có khi là uống nước cũng chứng khoán luôn á. Vấn đề nó nằm ở chỗ là ngày ngày vì chứng khoán nên bọn em mới có những cái cảm nhận quá như là chi tiết về thị trường. Nhưng không phải là em làm được, anh Lợi làm được, mọi người làm được đâu. Mà em muốn là sao? Là chia sẻ như thế để mọi người tìm ra cái giải pháp đúng và trúng cho mình. Đúng không anh? Okay. Đúng không ạ? Đó mới là cái mà quan trọng, là bởi vì mình tìm ra cái kỳ là làm sao để mình phát triển. Chứ còn em nói vào thắng mày chia gì cho anh cách? Không chỉ được. Đảm bảo không chỉ được. Vì có một cái thứ này nữa này. Anh này nói đúng nữa là mình phải yêu một cái thứ gì đó. Giả sử như ông Warren Buffett, ông yêu uống Coca lắm, nên đầu tư Coca. Ngày nào mày uống rượu kệ, tao uống Coca. Đơn giản nó là cái niềm yêu, thậm chí yêu mà có những người yêu lỗ vẫn yêu. Đó là niềm đam mê. Đó là thứ ba. Cái thứ tư nữa đó là thế này này. Đầu ngành, giống như anh nói, đầu ngành nó không phải là đem biên lợi nhuận cao, nhưng nó quản trị cái rủi ro của tiền. Anh đưa cái tiền vào cái đó thì rủi ro rất là thấp, bởi vì nó là đầu ngành, nó là thứ buộc phải có nó trong nền kinh tế. Nên là dù anh có mua sai về giá thì rủi ro của nó cũng rất là thấp. Không phải ai cũng mua được giá hợp lý đâu. Đôi khi lợi nhuận cao, tại vì khi đầu tư vào đầu ngành như vậy thì all in, thậm chí chơi 3-7 luôn. Đúng rồi. Nó tăng 5% thành nó là 5%. Đúng rồi. Còn đầu tư vào với con đầu cơ nó không có mặt gain. Thì tất nhiên nhé, bây giờ nhé, mọi người chắc ở đây em thì em nghĩ thế này này. Mọi người rất quan tâm đến cái câu chuyện định hướng, của cái câu chuyện tư duy của năm 2017. Em muốn anh Lợi ở đây là rất nhiều kinh nghiệm, cũng là những người mà có nhiều cái chinh chiến trên thị trường. Em muốn anh Lợi có thể dành một khoảng tầm 5-10 phút chia sẻ với các anh em ở đây. Không phải cho từng mấy người đâu nha. Em nói với anh là anh chia sẻ của anh là chắc khả năng cả nghìn người nghe nha. Nên là em muốn anh chia sẻ cái gọi là cái tầm nhìn về năm 2017 về ngành đi. Cái cơ hội và cái nguy cơ. Tại vì cả một nền kinh tế nó cũng là một cái cổ phiếu lớn. Cả một cổ phiếu, kể một cái thế giới cũng là một cổ phiếu lớn nữa. Đấy, quan niệm như vậy, cả một cái đất nước mình nó là một cổ phiếu, nó giống như vậy thôi. Khi mà cả nền kinh tế mình nó có tăng trưởng, cái cổ phiếu tăng trưởng thì các cổ phiếu con cháu là cái thị trường chứng khoán nó mới tăng trưởng được. Thì trong cái năm 2016-17 vừa rồi nó có cái sự kiện quan trọng, đó là ông Trump có đắc cử tổng thống. Đấy, thì nó xảy ra tình trạng là cái xáo trộn về cái thương mại, đầu tư, rồi bảo hộ, chủ nghĩa bảo hộ. Thì sau một thời gian thì bây giờ cái kết cục là thị trường chứng khoán nước Mỹ nó tăng vượt đỉnh, Dow Jones vượt 20.000. Đấy. Sau đó thì khi thị trường chứng khoán Mỹ vượt đỉnh và các chuyên gia kinh tế của Mỹ họ cũng xoay chuyển theo hướng là ủng hộ Trump. Đơn giản như Bill Gates sau khi gặp ông Donald Trump thì ông nói câu là những chính sách kinh tế của Trump là ưu tuyệt vời. Đến Buffett và đã từng chỉ trích Trump là con khỉ còn làm tốt hơn. Thì giờ cũng đang thay đổi. Đấy, ông Buffett là ông Buffett là ông kiếm được nhiều tiền nhất, ông Trump thắng cử thì thay đổi quan điểm. Và một cái những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất của Mỹ vừa rồi nói là cái độ cao của ông Trump là ưu việt nhất từ trước nay. Đấy. Tại vì ông không có áp lực là phải bổ nhiệm người này người kia theo phe lợi ích nhóm. Khi nhưng mà nếu như bà Clinton thắng cử thì những ai ủng hộ Clinton ấy, thì có hầu như là có xu hướng phải ép buộc phải đưa người vào những chức ngành khác kia, nhưng ông Trump cũng không bị áp lực đó. Nên ông sẽ bổ nhiệm những con người đúng ngành, đúng nghề, đúng chuyên môn vào những vị trí mà ông không bị áp lực nào cả. Nên những cái độ cao của ông Trump, người ta nói là ông sẽ chọn toàn những người giỏi nhất ở những ngành nghề đó vào làm những vị trí đó, thì nói là cái nội các này nội các ưu việt nhất từ trước đến nay của nước Mỹ. Đấy,
và kết cục là thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vượt đỉnh. Lúc đầu khi chung lên thì thị trường MSCI giảm, nhưng mà kết cục bây giờ thì khi nhận thấy một cái xu hướng như vậy thì thị trường chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương thì nó tăng là vượt đỉnh từ tháng 7 2015, vượt đỉnh luôn. Mà cái rổ MSCI là một cái rổ lớn như vậy thì Việt Nam chúng ta là cũng nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đúng không? Đấy thì rõ ràng là chúng ta cũng nằm hưởng lợi như vậy, thì trước sau chúng ta cũng đi theo quỹ đạo như vậy. Đấy, còn cái nhiều người nói lo ngại là không có TPP sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam sau này. Rõ ràng là nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó diễn biến sẽ chậm hơn. Đó là những cái dự án tới đây nó đang dự định đầu tư để hưởng lợi từ TPP, nó khả năng nó sẽ bị trì hoãn hoặc giảm tỷ trọng quy mô. Đấy, làm chậm cái dòng vốn ở Việt Nam, đặc biệt những dòng vốn đón đầu cái TPP nó sẽ chậm lại. Cái đó là cái chắc chắn. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cán cân thương mại. Một cái rủi ro nữa là cái chính sách bảo hộ của Donald Trump. Nhiều lần ông cứ nêu đích danh Việt Nam là cái nước cướp vật về làm của Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc. Thì nếu tới đây mà ông dùng biện pháp trả đũa, đánh thuế, thanh tra đủ kiểu luôn thì nó sẽ ảnh hưởng đến thương mại Việt Mỹ. Mà Mỹ là cái thị trường mà xuất siêu lớn nhất của Việt Nam, nó bù lại cái nhập siêu từ Trung Quốc gần như cân bằng. Đấy, nếu như mà rủi ro thương mại với Mỹ xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái cán cân thanh toán của Việt Nam. Nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến đâu Việt Nam? Đó là điều chắc chắn, nhưng mà bởi vì hiện tại nó chưa ảnh hưởng, mà ông Trung chưa có một chính sách gì để ảnh hưởng Việt Nam cả. Đấy, đấy là cái mà chúng ta sẽ lường trước, có những kịch bản dự phòng nếu như ông Trung làm một động thái gì đó mà tác động đến kinh tế Việt Nam chúng ta trong cái vấn đề xuất khẩu hàng qua Mỹ, chúng ta đó chúng ta mới lượng hóa được. Còn hiện tại thì chưa có điều xảy ra, chưa có gì hết, đúng không? Cái nguy cơ thứ hai đó là nguy cơ đảo đũa thương mại với Trung Quốc. Đấy, thì những cái chính sách của Mỹ với Trung Quốc rõ ràng nó bổ nhiệm nhiều người trong cái đường lối đối ngoại của Mỹ, hầu như là những cái người mà cứng rắn với Trung Quốc có số là cứng rắn. Đấy, sau nó sẽ ảnh hưởng đến cái thương mại của Trung Quốc, và đương nhiên nó ảnh hưởng đến cái kim ngạch xuất nhập khẩu hay tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đấy, nó làm đẩy mạnh cái dòng tháo chạy vốn bằng đô la khỏi Trung Quốc. Và trong vài tuần trước thì đã có một kết quả là dự trữ ngoại hối Trung Quốc lần đầu tiên dưới 1.000 tỷ. Nên nhớ là có những lúc là dự trữ ngoại hối Trung Quốc đã lên đến hơn 1.300. Như vậy dự trữ ngoại hối Trung Quốc đã giảm rất là lớn. Đấy, để cái dòng vốn âm thầm nó chạy khỏi Trung Quốc. Hiện tại thì nó chưa tác động nhiều, nhưng mà tới đây nếu tiếp tục mà chạy tiếp thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái đồng nhân dân tệ. Đấy, nó sẽ làm cho đồng nhân tệ là mất giá, tại vì cái xu hướng là chuyển đổi từ nhân dân tệ sang đô la để tháo chạy khỏi xảy ra. Và Trung Quốc chống lại cái biện pháp này như thế nào? Không có gì chống lại cả nếu như không có tăng lãi suất cơ bản. Và Trung Quốc vừa rồi làm động thái là tăng lãi suất cơ bản lên. Họ bán dự trữ ra, bán ra nổi một đất nước 1 tỷ 3 dân như thế, họ cứ bán 1.000 tỷ đô la được. Nếu mà bán ra thì xài được mấy hồi. Nên giải pháp là Trung Quốc đã tăng cái lãi suất. Mà tăng lãi suất là kẻ thù của thị trường chứng khoán Trung Quốc, là kẻ thù nền kinh tế thôi. Lãi suất cơ bản tăng, đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Trung Quốc vừa rồi làm động thái đó thì làm cho tỷ giá nhân dân tệ nó về được khoảng 6,8 đồng nhân tệ, trước kia nó ở 1.7. Nguy hiểm quá, nếu mà phá 7 cái là nguy hiểm. Cũng nói về Trung Quốc thì Trung Quốc đã phạm một cái sai lầm lớn nhất là thả nổi đồng nhân tệ hôm trước. Thả nổi một phát thì toàn bộ dân Trung Quốc là nó đánh mất niềm tin về đồng nhân tệ. Bởi vì ngày xưa Trung Quốc là người ta chỉ yêu đồng nhân tệ thôi, bởi vì họ bảo là xài nhân dân tệ luôn luôn lên giá so với đô la và không mất giá. Khi mà Trung Quốc phá giá như vậy thì toàn bộ dân Trung Quốc họ bảo là cái tư duy đồng nhân tệ không mất giá không còn nữa. Cái nguy hiểm nhất là cái người dân Trung Quốc họ đã thay đổi tư duy là đồng tiền của mình không phải là đồng tiền luôn luôn lên giá với đứng giá mà có thể mất giá. Nên là họ phân bổ tài sản rủi ro ra, họ không nắm giữ đồng nhân tệ, họ lại giữ đô la, giữ vàng này kia. Đấy, nên cái tình trạng bán ồ ạt nhân dân tệ ra mới xảy ra, và mua ngoại tệ làm cho càng cho đồng tiền mất giá thêm. Thì cái đó là hai cái nguy cơ nếu mà Trung Quốc nó hắt hơi xỉ mũi thì mình sẽ ảnh hưởng. Đặc biệt là khi trả đũa thương mại của Trung Quốc xảy ra thì làm cho cái hàng tồn kho bên Quốc nó nhiều lên, thì sẽ tràn ngập qua biên giới Việt Nam, nó sẽ bán phá giá sang mình giải quyết hàng tồn, thì mình sẽ đẩy sang cái tình trạng là nhập ồ ạt từ Trung Quốc vào mình, cái hàng giá rẻ nó phá hoại cái nền kinh tế sản xuất nước. Cái điều đó là điều của tương lai, cái điều của tương lai chúng ta cần phải tới. Nếu mà anh chị nào làm cho quỹ thì cần có cái view như thế này,
Còn chúng ta đây các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà, chúng ta cứ giống như chơi vẫn chơi thôi, vẫn giống như vẫn sống chứ làm bom đạn chẳng hạn, vẫn chơi như vậy. Chúng ta có dấu hiệu chúng ta đánh bán lệnh vào bên chúng ta thoát luôn, cái kiểu như vậy. Và chúng ta nhỏ thôi, xác định 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ vẫn là nhỏ. Còn các quỹ quy mô 500 nghìn tỷ đó, họ phải cần tính những yếu tố đó, họ cần có cái view như vậy đấy. Còn về thị trường mình thì nhiều người bảo là 700, 700 mấy là nguy hiểm đó. BE thị trường là cao, không hấp dẫn so với khu vực. Đúng, BE Việt Nam bây giờ không hấp dẫn, BE bình quân thị trường đấy. Nhưng mà cái thị trường Việt Nam nó méo mó lắm. Đấy. Ngay ông Dốt chẳng hạn, BE bao nhiêu? Đấy. Ông Bắc San, Vincom chẳng hạn, BE bao nhiêu? Mà những cái cổ phiếu này nó chiếm tỷ trọng rất lớn trong index. Nếu mà loại trừ những cổ phiếu lớn đó ra thì cái BE thì bình quân thị trường nó thấp, nó khoảng 11, 12 để hấp dẫn. Nếu trừ mấy cổ phiếu lớn ra, còn nếu cộng lại mấy cổ phiếu đó làm cho BE trung bình của Việt Nam mình nó lại cao. Nó gần tiếp cận với khu vực, nó thua khu vực khoảng 5-7% khu vực ASEAN, nhưng vẫn thua xa so với Trung Quốc. Đấy, do xa Trung Quốc, Trung Quốc vẫn là thị trường đắt. Thì cái BE nó là cái khái niệm như vậy. Đấy, thì đó là một cái lo ngại là cái chỉ số BE mình cũng không còn quá hấp dẫn. Đấy, nhưng mà một trong những cái lợi thế mà chúng ta đang nhìn thấy là từ sau Tết đến giờ nước ngoài nó lại ít, ít bán dòng. Còn năm 2016 nó bán ồ ạt, đặc biệt những tháng 12 bán ồ ạt. Và cái tổng lượng bán dòng năm 2016 chúng ta thấy là 8-9 ngàn tỷ luôn. Vậy chúng ta phải đặt câu hỏi là ai là những người cần hết cái lượng tiền đó của Tây bán. Nếu như năm 2014, 13, 14 nước ngoài thì bán một vài ngàn tỷ là thị trường trọng. Để bù lại cái việc nước ngoài bán 2-3 ngàn tỷ đó thì index thường thường nó đi 80 điểm đến 100 điểm. Đúng không? Các nhà đầu tư trong nước lập tức đánh index xuống khi thấy dấu hiệu nước ngoài bán, chứng tỏ cái lượng tiền đỡ gồng index lúc đó nó không có mạnh như giờ. Nhưng mà với điều kiện thị trường năm rồi nó bán 8-9 ngàn tỷ như vậy, index không, hầu như không xoay chuyển, không giảm bao nhiêu, giữ giá rất là tốt. Ai, lượng tiền nào nó đang âm thầm gom hết và giữ giá index không chịu biến động tiêu cực mà cần hết cái lượng tiền nước ngoài bán ra như vậy, thì đây chính là một trong những yếu tố là tích cực đối với thị trường tới đây. Đó là cái 9.000 tỷ kia chả lẽ nó ôm mãi à? Nó phải có lúc nó phải kéo xả, nó phải vậy, index phải đẩy lên một tầm cao mới. Như hôm rồi có bài báo nói là 870 điểm, tôi hoàn toàn ủng hộ. Ừ, nếu mà thoát được 8-9.000 tỷ đó thì mày đẩy lên 8, thậm chí 9.000 đến 1.000 tỷ là chuyện bình thường, mày mới đẩy được. Cũng giống như cái cổ phiếu nào đó, nó lấy một cục nhà nước thoái vốn chẳng hạn giá 50 ấy, mà nó muốn thoát được hết cái cục 50 nó phải đánh lên 80-90% nó mới thoát được. Chứ không một cái cổ phiếu nào tạo game mà lên giá 12% mà thoát được hàng, không bao giờ vậy. Cũng giống index là một cổ phiếu, đúng không? Ông mua cả thị trường và ông muốn đánh thoát được thì phải đẩy thị trường lên 20-30%, đó là điều chắc chắn logic đấy. Và cái như tôi nói này, 8-9 ngàn tỷ mà cần thì chúng ta đáng phải xem xét, chúng ta phải đáng phải xem xét đấy. Và cái năm nay là cái năm mà chính phủ mình cũng quyết tâm đẩy mạnh cái cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán sáp nhập và định hướng cho thị trường Việt Nam vào cái thị trường mới nổi, đẩy mới nổi, quyết tâm tháo vốn nhà nước ra, minh bạch hóa thị trường, sửa những thông tư nghị định cho nó hợp lý hóa với cái tiêu chuẩn của MSCI, thị trường mới nổi, tiêu chuẩn thế giới, để mục đích đưa thị trường mình lên thăng hạng. Mà khi thị trường Việt Nam thăng hạng rồi thì các cái quỹ lớn nó vào. Hiện tại Việt Nam những quỹ nước ngoài nó vào mình nhé là những quỹ nhỏ, bởi vì thị trường mình là thị trường sơ khai, chỉ những cái quỹ quy mô nhỏ nó mới vào thôi. Ở thế giới nó có phân bậc thị trường phát triển là như Nhật và Mỹ, để quỹ có những quỹ 100 tỷ đô la, 200 tỷ, nó chọn những thị trường phát triển để chơi. Nhật, Mỹ, đấy, Hồng Kông là những quỹ thì bắt đầu là những quỹ quy mô từ 1 tỷ đô đến 20 tỷ đô, nó là chọn thị trường mới nổi đấy, như Qatar, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Singapore, những thị trường đó thì là chọn những thị trường đó. Rồi những quỹ con thì đã vào Việt Nam, mấy thằng Van X, Mỹ là gọi là VNM ETF, FTSE ETF ấy, 278 triệu đô à, mà nó làm trò cái thị trường mình luôn, có lúc nó quậy cái thị trường mình luôn, nhỏ xíu à. Hai quỹ đó gọi thế giới nó gọi là hai con muỗi. Bây giờ hỏi ông Buffett là biết Van X là cái gì, ông không biết đâu, quái ông không biết đâu, thật sự nó rất là nhỏ. Và nếu khi thị trường mình nâng hạng lên thì những cái quỹ này nó sẽ giúp cho nó ở Việt Nam nữa, bởi vì những quỹ này nó chỉ tìm những thằng sơ khai nó đánh thôi, có con ấy, giống như chơi bài có con ấy. Cái tụ lớn là tụ 1 triệu ván thì ngồi bâm trên, tụ có con đánh 50 nghìn thì ngồi bâm dưới, thì thị trường mình bây giờ là cái thị trường có con thế. Nhưng mà nó đang lớn lên để làm cái thị trường lớn, và cái chu kỳ lớn này chỉ còn 1-2 năm nữa là nó lớn rồi. Vậy thì các bọn quỹ nhà đầu tư trong nước, thậm chí các big boy lớn ở Việt Nam
nó đang dồn tiền, nó ôm, nó đánh một cái quả lớn, nó gom 5, 10, 20 ngàn tỷ cổ phiếu Việt Nam, trở lên thị trường mới nổi, nó bán lại cho mấy thằng Bitcoin, vốn 5, 7 tô, tỷ đô nó vào. Cái thị trường Việt Nam này, 5 tỷ đô nó mà tràn vào, em đã bảo 1.500 tỷ, à 1.500 điểm là chuyện bình thường. Cổ phiếu nào mà bán cho nó đủ và đủ. Muốn như lên thị trường mới nổi thì phải có nhiều hàng hóa, càng nhiều hàng hóa càng tốt, quy mô tài sản thị trường chứng khoán càng nhiều càng tốt. Muốn vậy phải cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu và thoái vốn nhà nước. Song song ba cái đó, quỹ lớn mới vào. Bây giờ cái sợ nhất thị trường chứng khoán là không có hàng tốt cho nó mua, chứ không phải sợ thị trường lớn bao nhiêu, đúng không? Bây giờ phải là mobile phone và cổ phần hóa đấy. Tất cả các tổng công ty Sài Gòn Tourist, Saka đấy, tổng công ty than, điện lực, dầu khí, lọc hóa dầu Bình Sơn, thậm chí cả Minh Sơn nữa, phải cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết thị trường chứng khoán, sau đó lên thị trường mới nổi. Các quỹ 5-7 tỷ đô nó vào nó mua, nó chỉ chọn bách nó mua. Ai Bê Trô lên bách tới đây lên sàn là cái bọn siêu quỹ nó mua, quỹ nhỏ nhỏ như Văn Tách làm sao đủ tiền nó mua được 200-300 triệu đô và bé mũi, đúng không? Như vậy càng nhiều hàng hóa càng tốt, chứ đừng anh nghĩ nói là nhiều hàng hóa thì nó loãng nhá, tìm đâu mà đẩy, nhầm đấy. Nhiều mới tốt, thì chợ chỉ chợ đồng lập tức có người mua, chắc chắn là có cứ nhiều người bán, chắc chắn sẽ có nhiều người mua. Như vậy cái câu chuyện là cái tương lai nó là nâng hạn thị trường, và cái nâng hạn thị trường và các tay to đang ôm lực lượng cổ phiếu, đừng lấy cổ phiếu đấy. Biết được rằng cái thằng F&N nó mua Vinamilk khi mà muốn nó bán lại cho bọn nước ngoài chứ. Cái vấn đề là F&N mua Vinamilk, các anh chị công việc này nó mua, nó bơm vào thị trường một lượng lớn như vậy mà trong nước bán ra, đúng không? Trong nước bán ra cá nhân một phần là các quỹ đầu tư trong nước đang bán ra, thì các quỹ tới đây nó sẽ có một cái lượng tiền mặt lớn khi nó phát được sau Vinamilk, bởi vì làm cái game Vinamilk được mấy năm trời mà các quỹ là cầm nhiều nhất là Vinamilk, quỹ nào cũng có, đúng rồi. Các anh chị kiểm tra đi, VCBF rồi SSI, SCA rồi VFM, VF1, VFM, VF4 trong danh mục luôn luôn có Vinamilk. Và FMM của Thái Lan nó đang mua và Việt Nam đang bán. Vậy thì thằng nào đang bán, tôi đảm bảo thì có 3-4 cái thằng đó đang bán, không ai bán. Đúng rồi. Và họ bán thì họ sẽ có tiền. Có tiền là tìm cơ hội mới, anh muốn listing, anh muốn có phí quản lý thì anh phải mua, phải bán. Nếu mà không mua, nhà đầu tư rút vốn sao? Đúng không? Chẳng lẽ bạn có tiền nó cho anh lợi chứ, em cứ thắng, đâu có cho đâu. Tôi giả sử cho tôi là thằng quản lý quỹ VF1 đi, mà tôi bán ra, tôi bán ra hết danh mục và tôi có một cọc tiền lớn như vậy, tôi buộc tôi phải tìm cơ hội mới để tôi mua đấy. Và khi thằng Vinamilk nó nhảy vào mua đây, đăng ký 16 triệu, đăng ký 21 triệu, nó mua lượng lớn như vậy, 3.000 tỷ, 5.000 tỷ, 7.000 tỷ như vậy, và ai đang bán ra, vậy cái 3.000, 5.000, 7.000 kia nó đi đâu? Nó sẽ quay vòng nó mua, nó làm loạn thị trường luôn tới đây. Khi mà cái game Vinamilk hết thì đúng, đó lại là cơ hội cho thị trường, chứ không phải là Vinamilk hết thị trường hết đâu. Đúng, có thể chúng nó sẽ mượn cớ ô FBA mua xong rồi, thông có Vinamilk xong rồi thị trường không còn đi chơi nữa rồi, đánh xuống 2-3 phiên. Đó là một cú lừa lịch sử vĩ đại mà anh chị nên nhớ, đó là một cú quát ao cho nhà cái ngân hàng, bởi vì chúng nó làm trò đập index xuống để chúng nó hốt hàng, bởi vì chúng nó cầm nhiều tiền rồi, thậm chí bơm tin xấu, bơm bắt bơ, bơm này bơm kia, bởi chúng nó đã cầm 5-7 tỷ, nó cần tin xấu. Để những người cầm tiền cần tin xấu, thậm chí còn tạo chuyện để đánh xuống đấy kiếm tiền, đúng rồi, đúng cậu. Nên anh chị đấy, trong chứng khoán có những cái vô lý, tin tốt chuẩn bị ra thị trường lại giảm, thế với lại tin xấu chuẩn bị ra thị trường lại tăng, những kiểu như vậy. Những đó là những cú what out ô nhúng xuống để ăn hàng, những đó kiểu như chiêu trò lắm. Thì chứng khoán bây giờ nên như thế đấy, thì cái cơ hội nó gói gọn như vậy, mang cái chất tầm vĩ mô từ thế giới đi Việt Nam luôn. Đấy, cái nhìn lớn như vậy, bởi vì khi mình có một cái view nhìn dài, nhìn lớn như vậy thì tất cả những cơ hội đánh ngắn của chúng ta đang đánh một cái trận nhỏ trong một cái trận lớn, đúng không? Trong một trận nhỏ trong trận lớn, thế thôi. Cũng giống như chúng ta là những người cầm cái súng AK, chúng ta rất tự tin chỗ nào đằng trước toàn bộ xe tăng với máy bay thả bom mới đi dạt đằng trước rồi, chúng ta biết là chúng ta thắng quân rồi. Tôi đã đảm bảo cầm súng AK đi lang thang sống được, mình con nào đánh mình đâu, mình thắng trong cái thế thắng rồi, mà mình chỉ đánh một trận nhỏ phía sau thôi. Được, cũng giống như vậy, trong một thế thắng như vậy. Còn nếu anh chị không có xe tăng máy bay đi trước, mà anh chị có định hướng mà cầm AK đi trước, tôi đã nói run, nó không có định hướng, là mình mò tìm về đường đi là mình run ngay, không dám tấn công. Được, còn bây giờ đã có một cái view dài như vậy rồi, anh chị bạo dạn xuống tiền tấn công. Còn cái kỹ thuật mà giải ngân như thế nào, chọn điểm mua đấy, chọn lượng khối lượng mua bao nhiêu hợp lý, phải mua lần một bao nhiêu, lần hai bao nhiêu, chọn điểm bán ở điểm nào. Các anh chị nhiều cái là sai lầm trong cái chọn điểm mua là một, sai lầm trong cái khối lượng mua là hai, sai lầm. Ví dụ cái con mà nó thanh khoản ngày có 30.000, đúng không?
vốn thấp mà tự nhiên mình quất luôn phát 50.000 mua cái thì về bán cho ai? Chính xác, về bán cho ai? Có đảm bảo như thế. Đúng là thế. Đúng không? Hay là cái con đấy nó chen nó không rõ ràng. Tài khoản con tỷ, phun vào cái 2 tỷ, quất phát cái 2 tỷ luôn, nó đùng cái sau, chen không rõ ràng, nó quất ao phát hết tiền mình quân. Tài không? Hết tiền mình quân, còn mình quân nữa, đúng không? Hai là có trường hợp mà cứ lên thì mình quân giá lên. Mua 10, lên 12, mua tiếp, lên 14, mua tiếp, lên 16, mua tiếp, làm người ta muốn mới kéo lên. Đấy, cổ phiếu. Tất nhiên có thể đúng trong các trend, nhưng mà giả sử còn cổ phiếu bình quân ra xuống, cổ phiếu vào đen trend rồi cứ xuống mua tiền đâu mà đủ. Nó là cổ phiếu và chu kỳ đao trend rồi mà cứ bình quân là chết. Bình quân trong các trend chứ không được bình quân trong đao trend. Nha, bình quân trong các trend thôi, không được bình quân trong đao trend. Đao trend là chỉ có cắt, không có bình quân nào đây á. Đúng rồi. Đấy. Nó sai lầm. Bởi đó là những kỹ thuật bình thường. Đấy, còn lợi thì lại chuyên về cái vĩ mô lớn. Còn những kỹ thuật bình thường thì thắng hay đâu có thể nói cái đó là tốt. Đấy, nhưng anh chị có thể nhiều người mắc cái sai lầm đó thì tôi đã thường hay mắc như thế. Giờ thì cũng đã giúp ta rất nhiều bài học, hạn chế được cái đó. Kỹ thuật mua bán cực kỳ quan trọng. Định hướng ngành thì sao anh? Năm 2017 này định hướng ngành theo anh như thế nào? Cái ngành thì nó rất là mờ nhạt. Thứ nhất là cái nhóm ngân hàng thì nó có câu chuyện. Ngân hàng cũng là một cổ phiếu có vừa nguy cơ và cơ hội. Đấy, cái nguy cơ ở đây là cái nợ xấu của mình nó lung tung, nó không minh bạch, có thể lòi ra nhiều cái. Đấy, cái cơ hội thì rõ ràng là cái ngân hàng mình đang tái cơ cấu tinh gọn lại. Cái tái cơ cấu ngân hàng. Đấy, tái cơ cấu lại. Và thứ hai là cái ngân hàng hiện tại bây giờ họ đang mất một lớn lợi nhuận để họ trích lập dự phòng. Vậy thì khi nào ngân hàng nó xong cái nợ xấu nó không trích lập nữa thì toàn bộ cái chuyển lợi nhuận ngân hàng thì điều đó là đời khủng khiếp, lợi nhuận nó sẽ khủng khiếp. Nhưng cái điều đó, những cái điều mình nghi ngờ là không biết là nợ xấu chúng nó tích như vậy đã đủ chưa, đã hết chưa. Đấy, nếu mà theo chu kỳ định hướng ngân hàng thì đến năm nào bao nhiêu là sẽ xử lý xong nợ xấu đấy, thì nó đã bảo là đến lúc xử lý xong nợ xấu cổ phiếu ngân hàng nó chạy khủng khiếp luôn. Tại vì có những ngân hàng bây giờ một năm mười mấy nghìn tỷ để xử lý nợ xấu rồi. Mà nó thôi xử lý rồi, cái đó biến thành lợi nhuận đúng không? Khủng khiếp lắm. Điều đó là điều tiềm ẩn và các anh chị nên để ý. Nên cái cổ phiếu ngân hàng cũng có thể là cổ phiếu nhìn trong dài hạn là nó có câu chuyện. Nhưng mà cái thị trường Việt Nam nó không minh bạch gì, không biết chúng nó làm cái trò gì, nó có đúng hay không vậy. Đấy. Cái thứ hai là cái nhóm ngành dầu khí cũng là một cái nhóm ngành các anh chị để ý trong năm nay. Dòng mê nó có cổ phiếu nó nếu mà theo chu kỳ đao ten nó cũng đủ thời gian rồi về đao ten. Còn dầu mỏ chẳng hạn thì nó thoát chu kỳ đao ten thì giá dầu nó thoát chu kỳ đao ten nó lên từ ba mấy đô giá lên, và kể cả vừa rồi gặp những cái biến cố tin lớn như thế mà nó cắt ao thì về đến 51 năm lại bật lên ngay. Nó tin sản lượng Mỹ tăng rồi xin đủ kiểu luôn, chỉ qua đào đúng đầu tiên giảm đúng 2% lại bật lên luôn, nó qua lại 54 rồi dầu Mỹ qua đấy, đấy câu chuyện tin cực xấu ra chỉ qua đào rồi thôi lên ngày sau lại lên tiếp. Điều đó là điều nó đang thử thách, nó đang thử thách. Vậy thì giá dầu sẽ chống đỡ như thế nào với những tin xấu tới đây? Đó chính là cái câu trả lời cho ngành dầu mỏ nó có lên hay không. Nếu gặp tin cực xấu trọng yếu mà giá dầu không giảm thì đảm bảo dầu nó sẽ vào lên mạnh. Cái thứ hai là cái sản lượng dầu nói chung thế giới thì đủ xài cho toàn bộ thế giới có 30 năm nữa thôi, nó không phải là tài nguyên vô tận chắc chắn mà không tái tạo, đủ xài đúng 30 năm nữa. Nếu mà với cái sản lượng khai thác hiện tại 30 năm nữa. Hiện tại thì tiêu dùng thế giới khoảng 85-90 triệu thùng một ngày được tiêu dùng nữa. Nếu như không khoan mới, không bơm tiếp, sản lượng tự nhiên tự động giảm, tại vì cho cái áp suất phụ tự động nó giảm đi này, vừa khoan cái thì phụ rất là mạnh. Nhưng mà cứ từ từ áp suất phụ nó từ nó giảm xuống. Nếu như không có bỏ mới, nếu như không khoan mới, nếu như không đầu tư mới, chắc chắn là không thể nào duy trì được sản lượng hiện nay. Ví dụ như Nga nhé, tự động sản lượng nó giảm, nó đâu có cắt, bởi vì cái áp suất phụ nó chỉ đến thế thôi. Thấy thằng Mỹ vừa rồi đấy, khoan thêm giếng dầu mà sản lượng tự nhiên là giảm 500-700 ngàn thùng hiện nay. Mặc dù thêm khoan thêm giếng, bởi những giếng cũ áp suất nó từ yếu dần, cái khả năng khai thác cứ yếu dần như thế này, áp suất phụ nó lên như vậy thôi. Đây là câu chuyện là tài nguyên dầu mỏ không phải là tài nguyên vô tận. Đấy, chắc chắn luôn. Và nếu như mà cứ giá dầu như này thì cả thế giới nó không đầu tư nữa, không đóng mới dàn, mà cái dàn không đóng mới nó vẫn hoen dỉ, nó vẫn hư hỏng. Chắc chắn là đây là một cái ngành mà anh chị nên để ý trong 2017. Mà không loại trừ mà nó lại vào uptrend thì thôi. Đấy. Thì cái ngành tiếp theo là cái ngành tôi đang linh tính, cái ngành bất động sản. Mới linh tính hả? Mà nó đã đau chen 5 năm rồi. 5 năm rồi đấy. Mà giá đất lên gấp đôi, giá căn hộ lên, đất lên, nợ của nó giảm. Tại vì bây giờ nó bán được hàng, nó quay, nó trả được nợ, thì nợ giảm. Và cổ phiếu lại không lên giá. Đấy, rõ ràng nó có tồn tại cái nguy cơ là cái lượng căn hộ tới đây nó sẽ
người ta đang sợ cái chu kỳ khủng hoảng lại 2 năm bất động sản 2017. Nhưng mà vừa rồi cái giá đất nó lên thì cái nguy cơ đã giảm đi rất là nhiều. Tại vì giá đất bây giờ nó lên 1:1 như vậy thì những người mà có xu hướng sở hữu đất đai thì cực kỳ khó. Ví dụ giờ có 2 tỷ mua đất sao mua được, nhưng mà 2 tỷ mua được căn hộ. Vô hình dung đã đẩy cái nhu cầu mua căn hộ tăng lên. Nếu như cách đây 1 năm người có 2 tỷ sẵn sàng về quận 9 làm miếng đất nhưng bây giờ không thể mua được, buộc họ phải thay đổi cái kế hoạch tài chính, đó là chuyển sang mua căn hộ. Thì vô hình dung nó tạo ra một cái nhu cầu mới đối với căn hộ, là do giá đất này lên quá nhanh và không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải đi mua căn hộ, bởi vì giá căn hộ nó lại không tăng, nó duy trì. Đây là một cái nhu cầu đấy, đó là tôi đang view theo cái góc độ như thế, nó linh tính mà. Ở tại sao nó lại đúng chu kỳ rồi. Nhưng mà cái cổ phiếu bất động sản là một trong những ngành ma giáo lừa lọc báo cáo láo rồi tùm lum la đúng thì dễ nhận tiền đúng thế. Chứ thực tế là các bọn bất động sản nó không trả cổ tức đâu, nó không trả cổ tức cho mình, nó có làm ăn tốt mấy nó không có trả. Bởi vì chúng nó là cái người mà thà lòng tham mua đấy, nó bảo thà tao có 100 tỷ tao đi thâu tóm đất đai còn hơn thì trả cho chúng mày. Thật sự thế, đúng thế. Các doanh nghiệp bất động sản bởi vì nó luôn mở rộng tài sản, và cái mở rộng tài sản nó cần tiền bạc. Những cái doanh nghiệp nào họ không có nhu cầu mở rộng tài sản thì họ mới dư cái tiền đó mới trả cổ tức cho mình. Còn những doanh nghiệp mà lòng tham mua đấy, nó cứ đi mở, nó có thì thâu tóm, có thâu tóm, không bao giờ nó có tiền để nó trả cho mình. Đấy, cái nguy cơ, cái cơ hội, nguy cơ về bất động sản mà đánh giá chung là như vậy. Đấy, tiền quân nguyên, cổ tức thì chẳng thấy đâu, kiểu như thế. À, một cái nhóm ngành nữa là cái năm 27 này, 2017 đó là nó tạo những cái game mà thâu tóm tài sản của công ty nhà nước, sau đó tạo game đánh lên. Đó là một cái trong những anh chị có liên theo. Ví dụ là xuất hiện cái cơ hội thâu tóm này, thâu tóm kia, rồi nó tạo được câu chuyện là A thâu tóm B, B thâu tóm C, dự án kia chúng nó sẽ tạo cớ đẩy lên. Và đây sẽ là những cái cổ phiếu nhiều, ta dùng cái từ trong chứng khoán này nó gọi là nhiều như cho con, tức là nhiều những cái đội là hoành hành những cái cổ phiếu như vậy, hay là bạn sẽ là một cái năm anh chị để ý, có rất nhiều những cổ phiếu như vậy. Đấy, chẳng hạn như bây giờ đó là đang quận vào đường, tới đây khả năng quận đất xanh, có những câu chuyện như vậy. Và những cổ phiếu nào trong lịch sử hay có lái thì tới đây nó sẽ lập lại, cái đội nhóm cũ nó sẽ quay lại ra đây, tại vì đường quen ngựa quen đường cũ mà. Thì nó hay cho quỳ đánh như vậy. Nếu mà theo những cổ phiếu như này thì tỉnh điểm vào điểm ra mà dùng phân tích kỹ thuật là cực kỳ chính xác, tại vì những yếu tố mà theo game đội lái thì đôi khi nhìn cái chỉ số cơ bản là không chơi được. Đó, không chơi được. Và những cổ phiếu đã game đội lái rồi thì không phải là cứ đập giá đỏ mà mang ra bán nó chẳng ra đâu. Và những cái cú mình phân biệt khi nào là rũ hàng, khi nào là giảm thật, khi nào là đập giả, khi nào là đập thật, thật giả lẫn lộn, đó phải biết, xác định như thế. Tên 2017, cái ngày thứ ba đó là đổi lái luôn. Rồi nhưng Chứng khoán thì sao? Em thấy chứng khoán mọi người làm được. Nhưng còn nữa. Chứng khoán thấy có chính sách hỗ trợ. Ngành phân bón đúng không? Cái ngành phân bón đối với thị trường chứng khoán nó là một cái ngành nhỏ. Nhỏ. Và cái quá trình lịch sử thì những cổ phiếu này nó không thu hút được dòng tiền và nó có